Chào mọi người nha. Chào các bạn. Chào mọi người. Bữa nay em đi mò cá nha mọi người. Nè anh em mình tiếp tục đi mò cá nha các bạn. Bữa nay không có làm, bữa nay rảnh đi mò cá. Mò cá về dính tới nó cháo sương sương mọi người, thèm quá. Rồi, em bắt đầu em xuống đi. Mình xuống các bạn ơi. Xuống anh em ơi. Xuống anh em ơi. Ghiền mò cá hả? Bơm dắt đi nào bây giờ ghiền. Ướt cái quần chân rồi. Ơi, ướt quần chân rồi. Ừ, ngầu ha. Sao? Sao? Một cá không ướt quần gì mày mò. Mày ra chợ mò đi, khu gom luôn. Quần lúa khô người ta đốt hết trơn. Ok. Rồi, xuống. Cả nhà ơi. Ủa. Ơi. Bữa nay đây mình quay lại một phong cách mới mọi người. Thành viên cũ nhưng mà không cách mới. Nói tên là bé hụt luôn. Còn cồn với lạm. Tên là mang lên bụng. Mình cũng lết xuống luôn. Lúng gì? Dính cái lóc rồi, về gió này xương xương còn ơi. Hết rồi, hết luôn. Dính cái lóc có xương xương không còn? Xương xương. Nó này xương xương nha. Ừ. Anh em mình giao lưu nha. Anh em đó này dính là xương xương giao lưu nha. Có gũ chuối nhà đó. Tới luôn cái ní ơi. Phá một bụng dây cái đó là hồi gớt hay không? Sao gớt nè. Dây bỏ túi quần nữa gớt. Ừ. Ủa, mời, tôi phát hiện cái cống rồi mọi người. Cống này không biết chạy đâu. Cống có cá đâu mấy má rồi. Cống này có cá rồi. Cống bự quá. Bự bự cá nó vô. Đi đậm vỏ heo quật rồi. Bụi xây này nó cấm làm gì ta? Cống nó có gì không? Cống gì á? Cống bên để cái khang ở bên còn á. Bên còn ai mới nhiều. Đây xả nước vô đây cái gì không thấy cá mà vô mà bị cái gì con nòng bắt luôn chiến chạy nè lóc cá lóc trời ơi nòng tay bé ấp lù nó bóp chim gì ác chưa trời dính đầu tiên cái lóc nhỏ nhỏ hay nhỏ à cá lóc luôn wow quá thì chết bị danh luôn á vợ con coi nó đẩy họ con coi chết luôn á là có anh ba rồi này là có anh bé anh ba giờ cứu mất quay nha mọi người em mình là thứ dữ mình được vô nha lao không vô đâu. Lọc rồi rút ra nó đâu biết mò đâu. Đi theo anh em mình phá bây giờ nó phái mò cá luôn. Mình là gió đó, mình là gió mò là dính đó. Giờ tôi mò luôn, mò rồi. Dạ. Rồi như mấy rau này ăn được phải không? Vậy. Được rau dừa. Ừ, đi nhúng mắm ngon lắm nè. Nè thích vỏ heo còn. Cá được. Rồi đi tới đâu quăng cái đó đi. Nước nó thả nước vô bữa nay nhiều quá. Thả đâu thả.
mò mò mé á, đi kiếm hang kiếm quần què à, mò lùa mé nó mới nhảy vô hang chứ. Ha ha ha, có hang nha. Sặc thôi, sặc nhỏ nhỏ mà. Sặc này muối xương xương. Kệ đi, qua mò hang đi, hồi anh em mình vô trong kia kiếm có mấy cái mương. Hàng nó có anh ý. Nhớ bữa hôm hang nào cá lóc vụt vậy ta. Anh em mình mò kiếm vài cá gì anh em mình nè. Vài cá lóc gì anh em mình nấu cháo rồi. Một con cá sặc nha. Được, sặc bự thôi. Sặc bự. Con cá sặc hai đó nè. Đủ ghê trời. Ghê trời. Đi nãy giờ nửa tiếng hồ một con cá sặc. Trời, cái gì? Ba đồ quỷ nè. Dục nhỏ đâu trời. Kìa. Yeah. Mày bỏ vô luôn con. Con mò tiếp đi. Bền quá. Lại nó chặt chi giòn chấm lắm nè. Sặc hơn biết lại cái này mò lát mơ lát đây mò mớ lát rồi lại chỗ mình có cá không qua sặc bụi như nè. Có cá đâu? Chỗ mình câu cá giống nhau lưới á. À. Ê ê cá đó cá ní. Cá lóc á. Ở cái hang này lóc hang này nè. Này bữa hôm vụ cá lóc nè. Tới giờ. Cái sạc không à. Còn. Đi xịt hết cái gì đó. Lấy nó xịt hết mà, nước vô ra mà. Hai con cá sặc. Đâu. Ghê trời. Bự lắm mọi người, bự bằng tay nè. Hay quá. Hay quá bé ơi. Ý, bé luôn. Biết sao mày. Ấy. Vụn cá lóc luôn trời. Phải đạn hang hả? Ờ, nó dính cái sạc vô cái lóc mẹ nó rồi. Quá ủ luôn. Quay ra cảnh hang cho mấy cái bạn. Quay ra cảnh hang tôi nghĩ là có cá lóc này nè. Phải không? Có. Có, có. Ồ, hang bóng nha. Bóng á. Hang bóng chim dây chó vậy. Chim đó. Nó chỗ bên trên. Ồ, gì? Dẹp bự. Bắt luôn. Bắt luôn. Sao có cá rồi. Đi dục cái dục nha rồi. Hay ngon cũng có cá trời. Sâu không? Sâu lắm. Mọi cái mò đụng luôn rồi hai đầu luôn. Ừ. Còn ơi. Bỏ giùm em vô rõ coi. Nè. Dẹm. Dẹm bự nè. Bỏ hồi bỏ kim mò. Ê, hồi bên kim mò rồi. Không có đây mò kim mò dẹm về tối nấu cháo luôn. Dẹm nữa thấy. Mò hết luôn, nó ướt đầu lỡ rồi chơi luôn. Thank you.
dưới nước mát lên bờ lạnh như vậy. Qua kia mò còn bên đây ít. Mò bên bển hai thằng mò bên bển trước đi, hồi qua đây mò vòng về. Thằng bé blue đó nó mò. Mò dở ác như quần quờ. Thế nào tôi có dính một con cá lóc. Phải gốc gốc đó không? Phải gốc cây đó không? Cái bên kia kìa. Bên kia kìa nó ăn luôn dưới gốc cây á. Phải không? Trên á. Kìa lỗ còn. Ừ đúng rồi hang đó. Bọc lên trên đây. Móc bọc lên trên đây phải không? Còn không? Đúng chừng à. Không biết mình mò cá sẵn à, mình tay sắt thủ. Ghê vậy. Đúng không? Một tay bắt hai con luôn, quá ghê. Mò như mò cá vậy. Nhớt hả? Phụng ba đời trai anh dai nắng dầm mưa. Hay quá Lộc ơi. Hay quá Lộc ơi. Còn nó nằm chứ không? Ừ, còn hai con luôn.
trai em dây nắng dầm mưa. Quỳnh quá đẩy luôn rồi. Tìm đường tương lai mà sau này hạnh phúc. Quả vừa đẩy nha, nó có biết nha. Đẩy cô mới bộ. Ừ. Con lòi. Chưa, cái đó nghỉ. Ê, nước đục ngầu kìa. Chưa. Rồi. Con bự có hang đâu rồi. Chạy nghèo quá. Cặp cặp mấy cống dưới bọc con. Mày mòn dính tao chụp cái này tao đập vô đầu. Chiên giòn sắp me. Không có cái lóc nấu cháo thì cái sặc chiên giòn cuốn mắm me đâu. Quan trọng là nhậu với ai được rồi chứ. Ngồi mày quan trọng cái ổi mình. Đúng mày đi, dân miền Tây là nhậu không cần mồi, quan trọng là nhậu với ai chứ ha. Hay quá. Nói gì nói vậy. Cậu vô cút. Trời ơi. Cái gì cái lắm hả? Đâu? Xàm gì là lóc lóc nào quý mẹ. Lóc rồi nên ra tiệc chơi rồi, tiệc đó thì rồi nó sặc giờ không còn nữa, nó chỉ có lóc. Chỉ có em thôi không cần rộn sang hát bản giờ cho cả nhà. Lọc miệng như bô cái bô lô cô. Ê, trời. Trời. Trời trời đâu đâu được con cá lóc. Ủng buồn cho số phận luôn. Trời ơi. Con ký gửi á. Ký gửi. Cá ruột mà nói nhiều cũng được. Bự lắm. Bự cỡ chừng bàn tay vậy nè. Bàn tay cỡ 200g. Cái nhỏ là cái bự nó nhảy ra nó dính rồi. Có may mắn rồi. Nắng quá trời ơi. Gì? Cái sặc con bồn nè các bạn. Giờ một có một con cá sặc mà lọc nó mò đụng con cá lóc mà cũng vụt tay mò lợi. Tay lâm chai.
gì á, gì ghê dữ quá. Anh em mình giờ chỉ đợi mà mưa xuống cái là sắm cái đèn đi bắt ếch liền. Quốc heo hùng lôi kéo kéo mà túc ếch. Bên đây có hang. Mình đọc hang nhiều quá mà. Có không? Vẫn có hang mà vẫn có. Không có cá. Địch không động. Động ta mới địch. Chết mỹ nãy giờ vô nữa đứt đi ra. Dắt đu lú đít này con. Dắt đu lú đít. Chị mới lắc tu luôn đó. Ai lục bình trôi đến nơi phương trời cũng có lóc rồi cái này mọi người ơi. Gì lọc lại mát quá vặn hả? Kêu cái gì? Lù ơi lù á. Lù lù mày đâu lù. Nó đang đi lù lù. Có không lù? Không có lạp ơi. Bữa nay thắt thủ rồi lạp ơi. Còn với lạp đi lù lù kiếm bé một lù. Này không có con em cá lóc nữa. Kiếm em cá lóc này. Về làm liêu ghêu với rượu chuối với hộp. Không có con cá chặt nữa kìa. Thiệt tình dưới đúng. Hang đâu đây gọn? Khúc này nè. Đây là mình kiếm con lóc sao thấy chua chứ trời. Tiêu không biết nữa. Xịt quá, xịt. Cha con dòng họ gì đó. Xịt nó bắt hết. Có ăn có đầu bùi. Trái tim mà
mặn da. Được mớ cái thật. Mớ cái thật các bạn. Về cái... nhiều lắm mớ gì, mà nhiều lắm người. Về cái làm chiên á, làm xong cái vào chiên. Mắm me. Nhậu. Nhậu dứt. Quá ăn cứt. Ba thằng dứt. Đang mệt á. Ba thằng làm liêu kêu vài ly cho nó đỡ nhức mỏi. Em đổi địa điểm nghe cả nhà. Em qua cái hầm kiếm mớ nữa. Bên kia nãy mò cá sặc không? Có gì chưa? Đó, rồi xuống. Bọt cá luôn. Phóng xuống. Xuống lọc. Xuống đây tao chỉ cái lỗi. Vớt vớt miếng mớp đi cho lọc lại. Ừ, vớt mớp đi. Ra không? Vớt đi. Làm được không? Được. Ừ, đủ mớp lại. Rồi phóng xuống đây. Hai ba. Các bạn ơi, mình không biết lỗi nha. Xuống lọc. Xuống. Nhảy xuống đi. Sâu lắm. Vậy cầm máy đi. Đổi cameraman nha mọi người. Mình không biết bơi là sâu lắm. Vận động viên cá kình. Anh ba trà cú. Quá đẹp. Một cú nhảy đến từ anh Bảy. Mình sẽ bơi nha cả nhà. Hồi nhỏ nó không được tắm sông á mọi người. Rồi nó chết luôn rồi. Hay quá. Hay quá. Ê, cá chuối lọc. Quay. Đâu? Mở đi. Đó, mấy em nãy mới mò được nhiêu đây à? Nãy dục cốt bự hơn này chứ. Đừng thao cái sặc. Ồ, bữa nay mò thắt đây. Mùa bún với me vậy đấy. Lọt đây. Ngoài nãy nào mấy ớ không? Này chiên giòn rồi, chấm mắm me ngon nè. Mặn đi. Mấy em cũng kết thúc video ở đây luôn. 12 cái không biết quay ai. Quay. Một cá. Ba cái nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cả nhà thân yêu.